Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay là bài thiết kế cấp thoát nước, thì mình sẽ nói đến về cái phần đó là phần bể tự hòa nha các bạn. Đây, bể tự hòa đây. Thì đầu tiên bể tự hòa mình sẽ đi vào là tính lưu lượng nước thải nha. Để mà thiết kế được cái bể tự hòa thì các bạn phải biết được lưu lượng nước thải. Ok, thì lưu lượng nước thải các bạn sẽ tính theo cái công thức ở 17.2 tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2008. Lưu ý chỗ này nha. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2008 là nó nói nè, cái công thức nè. Đó. Công suất trạm xử lý nước thải được xác định theo những quy định sau đây, đó là Q nha. Q này là lưu lượng của nước thải này, sẽ bằng 0.8 nhân E nhân N, đơn vị của nó là mét khối cho một ngày nha. Thì cái này gọi là lưu lượng trong một ngày. Rồi trong đó E là tiêu chuẩn cấp nước, N là số người được cấp nước. Thì cái này E nhân N đây chính là cái lượng nước mà nước cấp đó các bạn, có nghĩa là lượng nước cấp dùng trong một ngày đó. Thì cái E này là tiêu chuẩn cho một người này, còn cái N này là số người, thì mình nhân hai này lại nó sẽ ra được cái thể tích của cái tổng thể tích tổng một ngày dùng nước là bao nhiêu đó. Thì cái Q này nó sẽ bằng 0.8 nhân cho cái tổng thể tích đó nha, đó mình có nghĩa là bằng 80% á. Ok, tiếp tục này. Nhưng mà điều 39 á, xác định khối lượng nước thải thì hồi nãy mình nói là 80% nha, nhưng mà trong cái điều 39 của số nghị định 80/2014 này là người ta lại nói tiếp nè. Đối với nước thải sinh hoạt á là nó có hai trường hợp nha. Trường hợp á, là hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100%. Có nghĩa là những cái nhà dân dụng á thì cái khối lượng nước thải sẽ bằng nước cấp luôn. Có nghĩa là mình dùng nước cấp bao nhiêu lít đó, trong một ngày á thì nó sẽ bằng 100% nước thải luôn nha. Rồi. Còn cái trường hợp B này, trường hợp các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được xác định căn cứ theo lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Cái này thì tùy vào mỗi địa phương. Đó. Nếu mà trúng trong trường hợp là đầu tiên thì mình bằng 100%, còn lại thì mình lấy 80% nha các bạn. Ok nha. Xí nghiệp á, cái này áp dụng cho xí nghiệp này, nhà máy, nhà sản xuất này. Thấy chưa? Rồi. Sau khi mà xác định được lưu lượng nước thải á, thì tiếp theo á mình sẽ tính được cái thể tích của bể tự hòa nha. Thì theo cái 1K10 QCCTN, quy chuẩn cấp thoát nước 2000 này. 1K10 nha, lưu ý 1K10 nha, thì mình sẽ tính được thể tích sau khi mà có lưu lượng. Thì đây. Dung tích bể tự hòa sẽ được xác định theo cái bảng K2 hoặc theo cách sau đây. Thì mình tính theo cái công thức này. Đây, khi lưu lượng nước thải lên đến 5,5 mét khối trong một ngày thì mình sẽ có thể tích sẽ bằng 1.5 nhân Q nha. Mét khối này, đơn vị là mét khối. Có nghĩa là sao? Khi lưu lượng mà nó từ 0 cho đến 5,5 mét khối trong một ngày á, mình dùng nước á, lưu lượng nước thải á mà nãy mình tính ra á, nếu mà bằng 5.5, nhỏ hơn 5.5 thì mình thể tích của cái bể này mình sẽ bằng 1.5 nhân Q nha. Rồi, khi lưu lượng nước thải mà trên 5,5 mét khối trên ngày á thì cái thể tích của cái bể tự hòa này sẽ bằng 0,75 Q cộng cho 4,25 mét khối nha. Nhớ nha, áp dụng công thức này. Rồi. Tiếp theo. Các bạn lưu ý một số cái lưu ý sau đây. Thể tích nước thải á, đến 10 mét khối trên ngày thì cái bể tự hòa của mình sẽ có hai ngăn, một chứa một lắng. Ngăn chứa thể tích 75 và ngăn lắng 25%. Đó. Thì tổng thể tích mình chia ra làm hai, hai ngăn. Ngăn đầu tiên anh chiếm 75%, ngăn thứ hai là 25% nha. Rồi tiếp tục là kích thước bể tự hòa theo tỷ lệ là 2:1, chiều dài 2, chiều rộng 1. Có nghĩa là nó luôn là hình chữ nhật nha. Đó. Rồi. Chiều sâu của bể tự hòa không quá 3 m, chiều rộng tối thiểu 0,75 m, có nghĩa là sâu tối đa là 3 m và thấp nhất là 0,75 m. Tiếp tục là khoảng cách từ nắp bể đến mặt nước không nhỏ hơn 0,45 m. Thì cái này là để cho nó có cái khoảng không ở phía trên đó bạn. Ống áng đồ là nó còn phía trên đó nha. Rồi, cái cửa thông nước bố trí giữa chiều sâu bể thông cạnh ở đáy bể. Và phải có một cái cửa thông nước ở giữa chiều sâu bể thông cạnh ở đáy bể nha. Ở dưới đáy thì phải có một cái ống thông để thông cạnh nha. Rồi và cái cuối cùng đó là bể tự hòa chỉ xử lý thoát phân thoát tiểu không chứa nước có xà phòng, vì khi mà có nước xà phòng vô nó chết mấy con vi sinh vật ở trong đó nha. Tiếp tục đó là các ống nước vào và ra bể thường đặt các chữ T để dễ dàng vệ sinh. Thì phải có chữ T để khi mà mình nó bị nghẹt thì mình có thể mình mở cái nắp ở phía trên đó, mình đẩy cái cây xuống vệ sinh cái đường ống đó nha. Rồi bể tự hòa họ hỏi phải có ống thông hơi đó, lưu ý nha. Rồi
Đó là những cái điều mà mình muốn nói trong cái phần là thiết kế bởi từ hỏi này. Các bạn xem video và nhớ học thuộc nha, thuộc lòng lầu nha bạn. Những cái này là cái quan trọng này, ví dụ như công thức tính này đó, rồi biết là khi nào là 80% còn khi nào là 100% của nước cấp nha, lưu lượng nước thải á. Thì từ cái lưu lượng nước thải này mình mới xác định được cái thể tích của bể nha các bạn. Đây, thể tích của bể thì nó sẽ có hai trường hợp, một cái là 1.5 Q và một cái là 0,75 Q cộng 4.25 mét khối nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.